Hồi ức lính Mời các bạn đón nghe hồi ký Của cựu chiến binh tiểu đoàn 1 Trung đoàn 812 Sư đoàn 309 Chiến đấu trên chiến trường Campuchia Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe Sau khi rời chiến trường quân khu Đông Bắc Đi bằng DC-4 và Tân Sơn Nhất Rồi lại dùng C-130 qua bát tam băng sau tiếng rầm khủng khiếp trong chiếc máy bay kín mít anh em kháo nhau máy bay rơi rồi nhưng không phải đó chỉ là cú tiếp đất thế rồi quấn vào cơn lốc truy quét vào mùa khô ngày đi đêm nghỉ không biết qua bao địa danh có lẽ phải hơn một phần hai tỉnh bát tam băng khi trong chiến dịch truy quét là lại tiếp tục bắt đầu vào cuộc đời chốt trước tiên chốt ở đường năm sau đó là đường mười và cuối cùng là vào ở ngay thị trấn Bailin. Chặng cuối của đời binh nghiệp của tôi là như vậy đó các bạn ạ. Đặc điểm Bailin là một trong hai mỏ hồng ngọc lớn nhất Campuchia. Một ở quân khu Đông Bắc, tôi không nhớ địa danh, là vùng sốt rét nổi tiếng nhất Đông Dương, được các nhà nghiên cứu về sốt rét thế giới rất quan tâm. Người dân ở đây sợ đến nỗi trái cây ở đây họ không ăn mà phải trở đi thật xa để đem bán. Rồi mua từ nơi khác về ăn Theo mình nghĩ Sốt rét thì thích ăn chua Mà ăn chua thì bệnh tái phát không khỏi Và quanh thị trấn là một nông trường cà phê bát ngát Và một nhà máy chế biến Trước đây thì hình như là quân đoàn 3 Hoặc một đơn vị biên phòng nào đó Đã ở đây Nên họ đã vơ hết đi Đầu tiên là họ nhặt những viên đá chế tác xong Sau khi hết Thì họ mới nhặt đến đá chưa chế tác Về thị trường thì theo cánh vận tải là hay về bắt tam băng nhận hàng thì đá xanh là có giá trị nhất rồi mới đến đá đỏ và cuối cùng là đá trắng khác với ở việt nam mình đá đỏ là nhất nhưng sau này khi đã nhặt hết đá đã khai thác rồi không còn gì nữa thì có lẽ lúc đó xanh đỏ gì mà họ cũng giao bán hết mình là người đến sau người đến trước đã nhặt hết đi và lại cũng phải có số được của mới thấy được đá quý như ở xe mình Hôm nọ quốc đất trồng rau Có bốn năm anh cùng quốc Nhưng rồi có anh hô lên À tao được chỉ vàng Thì ra anh chàng hiệp Người Quảng Nam lính năm 78 Đã nhặt được chiếc nhẫn vàng Vậy đó nên mình cũng cố gắng Sau mỗi trận mưa Bành mắt nhìn xuống đất May ra có gặp tí gì Nhưng số không được thì chịu Ở Pailin mình chỉ có mỗi Cái tài là bắt chuột làm bẫy theo kiểu dân ca bắt hàng đống chuột để ăn dần chứ nhà nước chỉ cấp gạo và muối được cái là chuột ở ca rất béo con bằng cổ tay dán lên cũng được lưng bát mỡ thôi thì mỡ để thắp đèn để chế hộp quẹt ăn chuột nhiều đến nỗi toàn thân bay mùi chuột quần áo cũng mùi chuột ai đã từng đến pai Linh, hoặc gần pai Linh thì phải sốt rét đố ai tránh được sau đó các anh em ở đây thường hay chủ quan về sốt rét và đã có người phải mất mạng là do đã điều trị sốt xong liền đi tắm suối do nhiều ngày không tắm người đầy ghét bẩn nếu không có người theo canh là có thể chết ngay lập tức số là ở xe mình hôm đó có anh hạt sau hơn 2 tuần điều trị ở bệnh xá về hôm ấy thèm tắm quá đi ngoan qua thấy mình bèn nhờ mình đứng canh dùm vì anh sợ chết đuối mình nghĩ Lẽ nào lại chết được Nhưng không ngỡ từ chối Nên dùng theo ra suối Mình ở trên bờ Nhìn anh từ từ bước xuống suối Nhưng khi anh ta vừa chạm chân đến mép nước Thì chỉ kịp nghe tiếng ớ lên một cái Rồi thì cả người anh ta Đổ sấp xuống nước Như một cái cây bị đốn Từ trên bờ cao Mình chỉ kịp phi thân xuống nước Chứ không chạy Cũng may nhành trí Chứ không bị mất bình tĩnh nhấc vội đầu anh ta lên khỏi mặt nước rồi định dìu anh lên bờ nhưng bấy giờ người anh ta đã cứng như khúc gỗ nặng trịch vì anh ta lớn xác hơn mình may mà nhờ chỗ nước cạn nên mình đặt được đầu anh ta lên đùi rồi chi hô lúc ấy có mấy anh em trong xe đi ngang gần đó nghe được liền vội chạy đến khiêng anh ta lên bờ rồi đưa vào nhà bếp đốt lửa sưởi một lát sau thì người anh mềm dần ra và bắt đầu sùi bọt mép rồi thở lại bình thường thế là anh em lật đật cáng lên ngay trạm xá may mà anh còn ngưng thở tức thì chứ theo mình nghĩ nếu úp mặt xuống nước trong mười mấy giây nếu thở thì nước sẽ vào phổi chỉ có chết là chắc đấy là lần duy nhất mà mình biết được thế nào là chết cứng khi gác đầu anh ta lên đùi toàn thân anh đã lạnh ngắt cứng đơ Đầu năm 1979, khi đặt trên đến Bát Tam Bang là bị cuốn ngay vào chiến dịch mùa khô năm đó. Cứ ngày đi, đêm nghỉ, hết địa danh này đến địa danh khác, càn quét giải phóng nhân dân. Cứ bộ đội Việt Nam đi tới, thì dân ca đi lui, dân gồng gánh bồng bế nhau. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe bò, bánh miếng sắt to đùng, làm mình nhớ cảnh quê Việt Nam. Vào những năm thập niên 60, vì sau này hầu như chuyển sang bánh hơi ô tô, để khỏi hỏng đường Và cũng trong những đoàn người hồi hương ấy Mình cảm thấy thích thú Thấy sự sáng tạo của họ Họ có con bò Họ lấy hai cái cây rừng buộc thành ngang Làm nơi để đồ Hoặc người già em bé ngồi trên đó Rồi một đầu cây buộc vào con bò Đầu còn lại thả dê dưới mặt đường Kéo đi Thế là họ đã có một chiếc xe bò Trông thật ngộ nghĩnh Cuộc hồi hương của dân ca nghèo nàn là vậy Mà xem ra họ còn giàu hơn bộ đội Việt Nam. Ấy là họ vẫn có thuốc lá để phì phèo và luôn có đủ nước để uống. Do vậy mà mình nghĩ phải học tiếng ca từ đây và cần chăm chỉ học. Xin uống nước và xin hút thuốc chẳng hạn. Và nó đã giúp mình rất nhiều. Kết thúc cuộc trường trinh truy quét, đơn vị mình bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chốt. Trung đoàn 812 có biệt danh là trung đoàn chốt nhưng để không mang tiếng như E96 của sư đoàn mình thì anh em ngày nào cũng lội rừng ăn cơm vắt đi tuần cách nơi đóng quân ít nhất cũng phải được hai km đầu tiên là chốt ở đường năm đây là thời kỳ huy hoàng nhất trong đời lính chốt vì đây là ở vùng đồng bằng có dân cư mà đồng bằng nên việc kiếm còn cá cọng rau cũng dễ thỉnh thoảng cũng xin được tí thuốc dê lúc bấy giờ vì mới được hồi cư nên dân ca vẫn còn nghèo lắm. Nên thỉnh thoảng có người đến đơn vị để xin gạo về nấu cháo cho con ăn. Nhưng cho một lon không chịu, đòi bốn lon mới đủ nấu cháo cơ. Dân là vậy, nhưng bộ đội ta cũng chẳng hiền, nên có câu thơ. Từ từ chân bước xuống mương, tay ôm cái đột, lòng thương đồng bào. Có vậy mới có cá mà ăn chứ. Trở lại với cái việc học tiếng Khmer, rất may là bấy giờ ở đó có một bà già là việt kiều nên anh em cứ bám vào vừa tán gẫu cho vui vừa học tiếng chẳng biết thế nào mà các em đóng quân trước đó gọi bà là bà già lựu đạn và cứ thế các anh em trong đơn vị mình cũng noi theo mà gọi nhưng bà vẫn vui vẻ như thường có lẽ sau cuộc tang thương thì việc gặp lại người cùng quê hương là điều vui nhất quý giá nhất không gì bằng vậy là đã biết chút ít để nói chuyện với dân rồi nhưng mà thanh niên trai trẻ thì phải phong lưu, phải biết tiếng lóng, tiếng dung tục để còn đối phó với bọn thanh niên láu cá nữa chứ. Nhưng chẳng lẽ lại hỏi bà già như vậy. Thôi, vậy là lôi lũ nhóc chừng 11 12 tuổi ra chỗ vắng, rồi ra hiệu mà hỏi chúng. Vậy là chúng cười nắc nẻ, vừa nói thật thà, vậy là từ nay đã có thể luôn miệng nói tục chửi thề như ai. Chứ nếu không biết cách học đi học ở mấy thằng thanh niên là nó lừa cho chết bỏ mình nhớ có một lần một bọn trai gái ca đi ngoài đường thấy bộ đội ta nên muốn khoe là đã biết tiếng việt một cô liền buông lời anh ơi cho em đê một cái khiến bọn mình cười lăn cười bỏ nhưng họ thấy vậy lấy làm sung sướng nên cứ tiếp tục nói kể ra đời lính cũng thật vui ngoài chuyên môn chính là đi bộ vì thế mới gọi là bộ binh mình còn được tham gia đủ loại hình hành quân Khi từ Pokeo lên lòm phát Thì được bám móc T-54 Vừa đi vừa đánh Đúng là liều mạng Một ngày mà tiến công giải phóng hơn 30 số, Rồi sau đó lại cơ động bằng máy bay Chỉ tội là chiếc C-130 cũ kỹ quá Nhìn ra cửa sổ mờ đục chẳng thấy gì Chỉ có ngại nhất là lần làm thủy quân lục chiến bất đắc dĩ đó là chuyến đi papria để truy quét toàn là vùng sông nước hình như vùng này gần biển hồ mà mình lại chẳng biết bơi lúc ấy là mùa nước nổi nước ngập cả ngọn cây nên xa xa mới có một cây nhô cao khỏi mặt nước hôm ấy cái cậu hiệp quảng nam mà mình đã kể mượn xuồng ở dân đi hái rau muống một mình nhưng vừa trên đường về thì tự nhiên ghe thủng đáy thế là chỉ trong chớp mắt ghe đã chìm nghịp May sao anh ta còn kịp chụp lấy cái cây bằng lăng ở gần đó Thế là ôm cái cây ngâm mình ở trong nước chờ thời Mày thay khoảng 3-4 giờ sau đó thì có ghe của dân đi đánh cá ngang qua Thấy vậy vớt về Lúc ấy người cho mượn ghe mới nhớ ra là ghe mình bị thủng một lỗ to Nên lấy áo nhét vào rồi chít lại bằng đất sét. Ngỡ là bộ đội biết bơi nên không dặn trước ở đấy nhìn thấy cá thì thấy mà mê nhưng không bắt được vì không có lưỡi câu dân ở đó sống bằng nghề trải lưới họ dùng lưới để bắt những con cá rô to gần bằng bàn tay để làm câu cắm một cần có hai lưỡi móc vào đầu một còn một móc vào đuôi thế là con cá cứ bơi lên mặt nước vậy là những chú cá trỏ bông thấy gai mắt táp một phát nuốt gọn có con táp mạnh đến nỗi lưỡi câu chui thẳng vào bụng còn con cá mồi thì văng ngược lên đầu cần chắc các bạn cũng có thể hình dung ra con cá lóc ấy to phải bằng cái bắp chân mình có lần mình thấy họ chút lập trong lập có một con cá úc có chiều dài khoảng một phẩy năm mét nhìn thấy mà sướng cái mắt cá nhiều là thế nhưng lính vẫn đói vì chẳng có lưỡi câu mà cũng chẳng có ghe để đi câu chỉ thỉnh thoảng một chú cá trầu cỡ bằng cổ chân, lợn lờ sát bờ, thì đòm một phát cho đỡ nghiền, chả bỏ ăn. Vậy là bài ca cũ hát lại, nhưng nay thay lời. Lần này là chân bước xuống sông, nhưng thay vì bưng cái lập, thì bây giờ là chút ống chùm. Thời tiết nắng nóng, bộ đội phải vận động nhiều, thì với một lượng nước mang theo, đã không thể bù đắp được lượng nước trong người đã mất đi trong một ngày. Vì vậy khi trung đoàn bộ binh 31 tiến công lên Phnom đánh chiếm toàn bộ các mục tiêu, thì trung đoàn bộ binh 812 vẫn còn ở cách xa hàng 2-3 km, không thể tiến lên được, nhiều đồng chí khát nước bị ngất phải chuyển về phía sau. Hướng tiến công của trung đoàn bộ 812 không thành công. Trên đây là trích tác phẩm cuộc chiến tranh bắt buộc. Kể như bác Hồng thì thật là oan uổng cho trung đoàn 812. Số là trận đó Tiểu đoàn mình D1 Khi ra đi thì theo trinh sát báo lại Là khó khăn về nước Nên cấp trên đã chủ động xin dân công Campuchia tiếp nước cho Thế là bộ đội đi trước Dân công mang nước theo sau Nhưng chỉ đến ngày thứ hai Thì dân công phải bàn giao số nước còn lại cho đơn vị Vì họ sợ nếu đi tiếp Thì không có đủ nước để quay về Thế là đi chỉ hơn ngày nữa Thì số nước mang theo cũng hết sạch mà cũng không gặp được con suối hay vũng nước nào cả vậy là bắt đầu khát và đói đói vì không có nước vì không dám nhai gạo rang lúc này chặt dây leo để uống rồi tìm nước mưa đọng trong các hốc cây lúc đầu còn dùng lá quấn lại làm muỗng để múc nước nhưng rồi nước ở các hốc cây cũng không còn đủ để múc nữa bèn nghĩ ra cách là bứng ống cỏ nhỏ để hút nước gốc cây vì hút như vậy mới có mà không bị nổi cáu bẩn lên. Và rồi nước ở hốc cây cũng khô cạn. Bây giờ thì không còn giữ hướng hành quân được nữa mà phải cắt theo bản đồ tìm nước. Cuối cùng cũng tìm được một con suối to nhưng vô cùng thất vọng vì đó là con suối khô. Mặc dù nó sâu cũng cỡ 4-5 mét và theo như bản đồ thì nó là con suối có nước quanh năm chứ không phải theo mùa. Vậy là cả dê bất chấp nguy hiểm lao cả xuống suối đào bới để tìm nước nhưng đào sâu đến cả mét mà cũng chẳng có cát ẩm chứ không nói gì đến nước lúc bấy giờ cứ đi theo lòng suối để kiếm nước chẳng may mà lúc đó trên bờ có địch nó chỉ cần ném đá là chết hết chứ cũng chẳng cần bắn chỉ có đêm mới lên bờ để ngủ nhiều anh chàng thử đái ra để uống nhưng khổ nó cái mùi khai nồng vừa mặn chát có cố cũng chẳng nuốt nổi lúc bấy giờ một ngày mà chỉ lết được có một cây số các anh em bắt đầu chôn bớt đạn ở dưới lòng suối chỉ để đủ cơ số để tự tử nếu gặp địch nhưng số trời chưa cho chết thì trời cứu trong đêm tuyệt vọng cuối cùng thì trời đã đổ mưa vậy là anh em vội căng ni lông để hứng nỗi vui mừng vì được toát chết không thể tả hết được và đúng là trời cứu, vì mỗi người hứng được một bi đông nước thì trời lại giáo hoảnh như chưa có gì xảy ra. Và những ngày trước đó thì cũng cứ chiều tối là mây đen kéo kín cả bầu trời. Khi tất cả ni lông được căng ra thì cũng là lúc trời bắt đầu quang mây. Nhờ cơn mưa cứu người ấy mà tiểu đoàn có thể mò ra được đến tận lộ để quay về. Khi ra đến đường lộ đi một đoạn thì gặp một cái hồ bé bé nước đã cạn đến mức giống như bạc xỉu nhưng cảnh tượng rất sinh động nào là người tắm giặt châu bò người gánh mang về và còn đơn vị mình thì vừa tắm vừa nấu ăn vừa uống nước ngon lành sau khi suýt chết cả dê vì năm ngày đói và khát cấp trên đã bồi dưỡng cho anh em mỗi người năm gói mì tôm thật là quá đã trở lại với con đường mười ngày ấy một hôm vẫn theo thông lệ Là ca gác cuối phải đánh thức nuôi quân dậy sớm Để nấu cơm Để sáng ra còn đi tuần đường chốt đường Hôm ấy đến lượt tôi đi gác Cho anh nuôi nấu cơm Cái bếp âm nằm ở lưng chừng dốc Trên đường xuống suối Khi ấy vừa nhóm xong cái bếp Để đặt xong cơm Thì bỗng đâu chớp sáng nổi lên Từ hướng suối Chớp sáng của những quả B40 phát nổ Ngay trước mặt Cộng với tiếng đạn AK bay vèo véo Hai chúng tôi chỉ còn kịp nằm xẹp xuống đất và chờ đợi Vài phút sau Loạt đạn AK kết thúc Núi rừng lại im ắng Tôi biết chúng nó đã rút đi Chỉ còn lại mùi thuốc đạn khét lẹt Và bữa sáng lại được tiếp tục Ở đường 10 Điệp khúc tập kích này rất quen thuộc Đầu tiên là đoạt đạn AK Tiếp theo là B40 bắn liên thanh Và kết thúc cũng là một loạt AK. Hôm ấy chúng tôi không bị sao cả vì kịp núp xuống bếp âm để tránh đạn AK. Còn B40 thì đã có lùm tre che chắn nên tất cả đều nổ trên lùm tre trước mặt. Vì trời vãn còn tối nên chớp lửa nổ cách xa khoảng hơn chục mét mà cứ thấy như ở ngay trước mặt mình. Hôm ấy cả C đi đánh trong đội hình D1. Ở nhà chỉ còn mấy anh em Nghiền cờ lô Khung cảnh núi rừng bây giờ Sao vắng lặng đến như vậy Nhất là lúc chiều tàn Nhìn ra khoảng rừng trống Vừa mới phát quang Để hạn chế tầm hỏa lực tập kích của địch Càng về tối Anh em càng lo Nhớ địch nó biết đại đội đã hành quân Nó tấn công vào Thì lấy đâu ra hỏa lực mà chống trả Cuối cùng thì cũng có giải pháp Đó là những chiếc thùng phi dỉ xét đã thủng đáy khi lưng vội chiếc thùng phi thủng đáy ấy đặt giải rác ở trên bờ hào quanh chốt rồi đút khẩu ak hứng vào rừng mà điểm xạ vài loạt tiếng súng ak bây giờ nghe to và ấm rồi tiếng đạn xào xào bay vào rừng ngang qua khoảng trống đã phát quang nghe như tiếng mười hai ly bảy đây là anh em ai nấy cũng yên tâm và cứ chiều chiều lại điểm xạ vài phát lúc chỗ này lúc chỗ kia, chẳng hiểu địch không tới hay nó hiểu nhầm nên không tới, mà mấy ngày trôi qua vẫn bình yên, cho đến khi đại đội trở về, anh em mình thấy mấy khẩu 12.7 tự chế mà không khỏi phì cười. Khi ở quân trường Quế Sơn thuộc khung E38F2, cán bộ khung đã rèn cho lính là phải có tác phong nhanh nhẹn và được anh em cụ thể hóa bằng danh ngôn như sau nhanh như sóc, mạnh như hổ, bật dậy như lò xo. Đó là tác phong khi gặp báo động ở quân trường. Thế nhưng sau bao nhiêu năm ra trường mà nó không mai một, mà lại còn thấm sâu vào thành phản xạ của người lính. Một hôm, trong khi đi tuần đường 10, do chủ quan vì đường quá quen và lại bẵng đi thời gian địch không ra phục kích, thế là anh em ta chủ quan không cầm súng mà quàng qua đầu, đeo ở sau lưng Bỗng địch nổ súng từ phía trong rừng bắn ra Chỉ trong nháy mắt Anh ta đã nằm bẹp xuống đường Và bắn trả quyết liệt Khi xong xuôi Đề về đến chốt Bình tĩnh lại Anh ta suy nghĩ Không biết làm sao Mà mình có thể tháo được khẩu súng từ phía sau lưng Qua khỏi đầu Rồi lại còn mở khóa Nằm bắn trong thời gian cực ngắn Đây là lời kể của anh Hoàng C1G1 Một hôm khác anh thương binh bị địch phục Đang điều trị ở viện Đang nằm lơ mơ ở trên giường Bỗng bên ngoài có tiếng ầm ầm nổ lên Kèm theo ánh chớp sáng rực Trong chớp mắt Anh ta đã nằm trên mặt đất Đến khi nhận ra tiếng sấm chớp Báo hiệu mưa rông Thì mới thấy toàn thân ê ẩm vết thương đau nhức Lời kể của anh học C3 Thế mới biết lính nhanh là như vậy Khi từ sân bay Bù Bông, Đắk Lắc lên hướng Thanh An, qua khỏi ngầm, hình như là khu vực đồn biên phòng 23. Mình vào thay chốt cho trung đoàn 31, sư 309, hay trung đoàn 95 của sư 307 gì đó. Trước khi lên đồi chốt, hình như là đồi không tên, mình có đi qua một tràng tranh đã cháy trống. Ở đó có nhiều hầm chữ A, hố cá nhân và giao thông hào. Nghe anh em bảo với nhau, nơi đây ác liệt, địch cố thủ rất chắc. Cuối cùng phải dùng pháo mang đầu đạn hóa học bắn vào làm chúng chết ngạt ở trong hầm thì mới chiếm được. Nghe nói trận này do có sử dụng vũ khí hóa học nên Đài BBC có đưa tin. Còn khu vực này có một trận mình nhớ là từ chốt đi đêm cho bí mật, băng qua một vùng đầm lầy để đánh bọc hậu. Đến dạng sáng vào vị trí chiếm lĩnh, đầu tiên pháo 105 của E36 bắn dọn đường. Chỉ sát pháo leo lên cây, chỉnh pháo khói nhưng chỉnh thế nào Một quả lọt ngay vào trước mặt Cối 81 của tiểu đoàn Dê trưởng tức quá Sau hồi văng tục Liền cho hai oát điện cho trung đoàn Khỏi cần pháo Rồi lệnh cho cối 82 của dê Giã đạn vào bộ binh sung phong Thế là lần đầu tiên Được nghe một linh năm Giã gạo cho sướng tai Vì hồi còn nhỏ ở nhà Mỗi lần nghe canon Ở quận bắn vào núi Nghe đã lắm Ai ngờ bị bể dĩa Không biết đó có phải là trận đánh Của sư bộ 920 không Nhưng sau đó thì tụi Pol Pot báo cáo Là Việt Nam có e đặc công 812 Và khi e 812 rút qua bát tàm bằng Thì đổi phiên hiệu Thành trung đoàn 593 Thuộc sư 59 Còn cái tên trung đoàn 812 Để lại cho một trung đoàn Thuộc quân khu 5 Quay lại cái bu bông thuở nào sau khi được bàn giao cho E812 Lần đầu tiên mới hiểu thế nào là bộ binh Với quân từ tràng Súng ống đầy đủ Bắt đầu lội rừng lên biên giới Đi mới một phần hai ngày Mà hai bàn chân đã phồng rộp Phải tháo giày Mang dép đi cả nhắc Đi mãi cũng phải đến nơi đóng quân tạm Lần đầu tiên ở trong rừng Khi gác đêm Trời tối mịt Ai nấy đều căng thẳng Một chút gác của C2 báo có địch hành quân đồng lắm, không dám bắn, nên xin chỉ thị cấp trên. Thế là cả dê báo động chiến đấu. Các xe triển khai đội hình. Khi mình đến vị trí chiến đấu, vừa ngồi xuống, thì một cảm giác đau nhói ở mông. Chả hiểu bị con gì mà có thể cắn xuyên qua hai lớp quần vải dày. Ngồi mãi đến sáng mà vẫn chưa có lệnh nổ súng. Đến sáng mới được lệnh rút quân anh em thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn thắc mắc là tại sao lại không đánh nữa hay do địch đông quá nên cho qua luôn cuối cùng thì cũng được biết anh lính gác nghe tiếng lào xào trên lá khô như có một đoàn quân đang đi nên báo động đến khi trời mở sáng vẫn còn nghe tiếng đến khi đơn vị bám đến nơi phát ra tiếng động thì ra đây là một đàn mối rừng đang ngậm lá cây nhưng thú vị là nó không gặm như mối nhà, mà tất cả đồng loạt mổ xuống lá cây khô theo từng đợt, nên gây ra cái âm thanh như có đoàn quân đang đi. Đấy là lần đầu tiên tôi biết thế nào là mối rừng Tây Nguyên. Cuối cùng thì đơn vị tôi cũng được đưa lên nơi đóng chốt. Nơi đóng quân là mép rừng của ngọn đồi trọc, chặt cây đào hầm, làm hầm ngụ để tránh pháo, phải mất mấy ngày mới xong được cái hầm. Ở đây bắt đầu vào mùa mưa Nên buồn lắm Những lúc chiều tà Khung cảnh thật thơ mộng Những chàng cỏ chạy dài từ đồi này sang đồi khác Thỉnh thoảng điểm vài bụi châm bầu Lưng rừng đồi là mép rừng già Đây đó vài hàng mua sim Đến mùa hoa tím ngắt Trong rừng thì âm u Khá nhiều cây cổ thụ Dây leo chẳng chịt Nhiều sợi dây to bằng cổ tay bắp chân Núi đồi loang lổ Nhiều hố bom còn chưa kịp xanh cỏ miệng rộng hoắc dễ đến chẳng mét rồi những hố bom khoan sâu hút đủ biết chiến tranh ác liệt như thế nào mình bắt đầu những đêm gác vì đơn vị mình mới thành lập nên quân số dồi dào mỗi ca gác được hai em tuy hai người nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng vì những câu chuyện được nghe kể trước đó đêm ấy hai người gác bầu trời đang lờ mờ thì bỗng mây đen kéo đến làm cả bầu trời đen kịt. Mình thử đưa bàn tay ra trước mắt nhưng chẳng thấy gì. Mình thì thầm với thằng Điệu. Trời này mà nó bò vào là chịu chết. Hai em bèn nằm dạp xuống đất. Để nếu có địch thì đi vào khu vực dễ thấy nhất. Bỗng bịch. Một tiếng. Thằng Điệu nói. Tao bắn nhá. Mình thì thầm. Từ từ đã. Sao chưa thấy nổ. Chắc nó lép. Giáng đợi nó bò vào. Chứ mình nổ trước Nó biết chỗ thì toi Vậy là hai thằng giáo hoạch nằm chờ Chờ mãi Không thấy động tĩnh gì Thì mới nhớ là mình gác đã lâu Một đứa vào kêu thầy gác Và bàn giao tình hình Vào hầm ngủ Nhưng cứ chập chờn Không thể ngủ yên Trời vừa mờ sáng Hai đứa đã chạy vội ra cái nơi Mà phát ra tiếng bịch Khi tối để tìm liệu đạn Nhưng tìm mãi Chỉ thấy một quả cây rừng còn nguyên vết cắn của rơi Thì ra là chú rơi đã ném lựu đạn Chứ không phải bọn bồn bốt Có lần đang ngủ ngon lành Thì bị thức giấc bởi tiếng súng ở phía dê bộ Vậy là nằm chờ xem có phải chi viện không Chờ một lúc thì ngủ quên luôn Đến sáng hỏi thăm tình hình sức khỏe dê bộ ra sao Mà khi đêm có tiếng súng nổ Thì ra anh lính gác một mình rồi ngủ gật khi tỉnh dậy thấy cái cây châm bầu Nó di chuyển Anh ta sợ quá liền hô mật khẩu Tây Nhưng cái cây ấy chưa kịp đáp lại Ninh Thì anh ta đã quất cho một loạt Những ngày đầu vào trên trường Bỡ ngỡ là như vậy Rồi trinh sát dê đi dò địa hình nơi đóng quân Phát hiện tại đồi mâm xôi Vì thấy nó giống như cái mâm xôi Nên bọn tôi đặt tên như vậy Có mấy thằng địch lai vãng Thế là cửa C1 cho một B tiến đánh. Sáu hôm sau ấy đại liên và cối 61 được tăng cường cho B2 tiến đánh. Thế là cối giã, đại liên quét, bộ binh thì xung phong. Địch chỉ bắn trả vài loạt yếu ớt rồi chạy biến mất. Khi kiểm tra trận địa, chỉ có vài ba cái hầm chữ A và một hai cái song bỏ lại. B2 cùng một khẩu đại liên M60 và một khẩu cối 60 được ở lại để chốt vì đây sẽ có con đường liên lạc tải hàng từ E về D. Các anh em lại bắt đầu công việc đào hầm hào cho vị trí chốt. Ở cái nơi này, lần đầu tiên trong đời mình biết thế nào là thấp khớp, mặc dù đang là tuổi thanh niên. Khi vừa chốt được hơn một tháng, một hôm trêu đùa với bạn, bị nó rượt đuổi phải chạy. Nhưng lạ lùng, đôi chân không còn sự điều khiển được nữa. Và nó khụy xuống, có cái cảm giác như là khi nằm mơ bị ai rượt đuổi mà không thể chạy được. Mình hiểu, đó là hậu quả của việc ngủ hầm âm lâu ngày và lại đang là mùa mưa ẩm thấp. Mình cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến, nếu bây giờ địch mà tấn công mạnh, anh em bỏ chốt thì mình sẽ trở thành anh hùng vì dám ở lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Xe mình đóng cách tuần biên phòng số 8 khoảng 2 km và khi ấy Hình như Z2 hay trung đoàn bộ gì đó đóng ở gần vườn chè nên cứ khoảng một tuần hay mười ngày c cho mấy anh em đi hái chè về uống biên giới đắk lắc đúng là quê hương của vắt mỗi lần lội ở trong rừng nhìn xuống mặt đất thấy nó dựng người lên trông như đám trông hướng đầu về phía trước phía bước chân của người rồi nhanh chóng xài từng xài để tiến tới nhưng ngại nhất vẫn là anh vắt lá chỉ cần đi ngang qua là tách một vắt dính ngay vào vai, vào đầu và cổ. Nếu không nhanh tay gỡ, thì tốn bao nhiêu là máu. Nhiều anh lính rên gì? Tao ăn cơm với muối được mấy giọt máu. Mà mày hút tên này thì còn gì? Mà cái vườn chè thì toàn là vắt. Mỗi lần hái chè để sấy khô, một tay hái chè còn tay kia gỡ vắt. Không để cho nó kịp hút máu. Đây là lần đầu tiên mình uống chè và biết chè phê như thế nào số là mấy anh em chàng nghệ tĩnh mỗi lần nấu là nhét đầy cả lá cả cành vào thùng lương khô rồi đun đến khi nó cạn cỡ chừng một phần tư thùng thì mang ra uống lúc ấy cái nước của nó sánh như là thuốc bắc nếu uống không quen nó say cảm giác rất khó chịu đứng ngồi nằm đều không yên đối rừng biên giới ngoài mấy món đặc sản như quả gùi quả gấm, quả sim, quả châm bầu, môn thục, lá tàu bay, thì chẳng thấy cái gì ăn được nữa. Có lần chốt đường, thấy quả gì đó to, cỡ ngón tay cái, bị chim ăn sạch sẽ lớp vào ngoài. Bèn nghĩ, chim ăn được, nghĩa là người cũng ăn được. Bèn gô hết lại, đốt lửa nướng như nướng hạt gấm, sau đó đập ra, ăn cái hạt bên trong, nó bột và bùi như hạt mít sau 2-3 ngày khai thác thì cũng hết Một anh bạn nghiệt quá Hái quả tươi trên cành Rồi cạp vỏ cho hết lớp vỏ ngoài Anh ta cạp được năm sáu quả gì đó Thì buồn nôn Xây sầm mặt mày Anh em sợ quá Dìu xuống suối cho xúc miệng Rồi móc họng cho ói ra Cũng may là sau một giờ Thì anh ta trở lại bình thường Từ đó không ai dám ăn bậy nữa Biên giới vào mùa mưa Tất ba gian trơn tuột Anh em nhớ lại bài ca Chiếc gợi trường sơn Vậy là anh em Mỗi anh có một chiếc để đi Đúng là hiệu quả thật Từ ngày lên chốt ở đây Thì nhẹ cả người Vì chẳng còn phải học hành gì nữa Thời gian rỗi thì vào rừng săn chim cu xanh Hoặc chim cáo cát Thỉnh thoảng đi chi quét theo đội hình Nhưng hiếm khi gặp địch Nhưng ở đây có nỗi ám ảnh rất lớn đó là trông và mìn trông thì đủ loại tre sắt trông bàn còn mìn thì chống bộ binh mới chỉ có hai loại là kp 2 và k 58 thôi từ sau cái bận trung đoàn 1 giải vây cho đồn 8 biên phòng thì địch không còn đánh hay tập kích ta nữa chúng đã rút sâu vào nội địa và tích cực mang trông mìn qua cài quanh nơi ta đóng quân bọn chúng rất khỏe một thằng có thể mang một cái gùi đựng trông lớn bằng cái giỏ cần xé của ta vượt suối vượt đồi băng băng có lần tổ tuần tra phát hiện nổ súng chỉ cách khoảng 10 mét nhưng thằng địch vứt lại gùi trông rồi chạy mất tiêu mình ở đây chúng chôn dày đặc nếu vướng kp 2 hy sinh đã đành nhưng dẫm về k 58 nó lột thịt lên tới tận đầu gối hoặc đến tận đùi nếu không bị đất đá bắn lên chỗ hiểm mà chết thì bị mất nhiều máu cũng không sống nổi. Trước khi cán được về bệnh xá trung đoàn, đó là do anh em ta còn mới mẻ quá, nên khi đồng đội bị mìn da thịt quấn lên, tự tàn nát, ám khói đen thui, thường rất sợ hãi, luống cuống, caro không đúng nên bị mất nhiều máu mà chết. Phần nhiều hy sinh là như vậy. Sau 6 tháng sống chung với trông mìn ở nơi biên giới, Tân Mỹ Bình được rút về sân bay nhân cơ để chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Khi hành quân bộ đến ngã ba Bù Bông và đường 14, anh em chợt chạy lòng vì mới ngày nào đây, ở đây còn là một vạt rừng xanh ngắt mà bây giờ xuất hiện một nghĩa trang nho nhỏ với vài chục ngôi mộ. Có cái mới nguyên chưa kịp xanh cỏ. Vậy là các bạn trung đoàn 812 đã rời bỏ cuộc chơi sớm quá. Chạy lòng là vì về nhân cơ anh em sẽ nói sao với gia đình những chiến sĩ đã hy sinh trong biên giới cảm giác ấy thật nặng nề những ngày an dưỡng tại sân bay pupong tưởng chừng êm ả nhưng một sáng nọ từ bìa rừng gần đường băng một ánh chớp lóe lên một vật đen từ chiếc gmc của trung đoàn bộ bốc lên kèm theo tiếng nổ vang trời vậy là cái kiếp trông miền nó cũng đeo đặc đến tận đây số là như thường lệ xe tải của trung đoàn bộ theo đường mòn vào rừng lấy củi hôm ấy cũng may là trên đường về vì xe củi đầy nên lính lấy củi phải đi bộ không thì số xương vong sẽ nhiều hơn quả miền trống tăng ấy đã thổi tung nguyên cái bờ lốc máy của xe lên trận trời còn anh tài xế thì hai chân nát bét nhưng rất buồn là sau mấy tháng điều trị anh tài xế ấy cũng không qua khỏi vì bị nhiễm trùng. Sau khi làm lễ thành lập sư đoàn 309 tại sân bay Nhân Cơ, chúng tôi được di chuyển bằng xe cơ giới đến Gia Lai còn tùm để tăng cường cho mặt trận ở đó. Xe rẽ vào đường 19B, nhắm hướng Thanh An. Cái tượng đầu tiên đến với chúng tôi ở mặt trận này là những nhà kho tiền chế vĩ đại. Tôi không nhớ của đơn vị nào. Ở bên trong những chiếc quan tài đỏ chót được sắp xếp ngay ngắn đến gần đụng nóc nhà tôi chợt nhớ đến cái câu mà một anh bạn trong đơn vị khi còn ở biên giới ghi trên mũ để làm hay khi con đi không một người đưa tiễn khi con về bảy tám người khiêng sau một đêm ngậm tâm hành quân để đánh bọc hậu căn cứ của địch rất may là không anh nào bị bệnh ho trời mở sáng D1 đã vào được vị trí chiếm lĩnh Chờ xuất kích Khi ấy hướng D1 được tăng cường pháo 105 ly của sư đoàn Theo hiệp đồng là tiền pháo hậu sung Anh em hồi hộp chờ đợi đến giờ G Đến giờ G Tiếng pháo 105 cất lên thừa thớt Những cụ khói trắng bốc lên Lúc xa lúc gần Bỗng ầm Một tiếng một quả khói rơi gần trước mặt khẩu 82 ly của D. Cũng may là pháo khói nên các xạ thủ nhà ta chỉ bị cháy tóc vẫn còn chiến đấu được dây trưởng lệnh cho trinh sát pháo chấm dứt chi viện bấy giờ đã đến lúc hai khẩu 82 ly của dê phát huy tác dụng giã cấp tập lên đỉnh đồi rồi dkz 12 ly 7 cùng nhau dọn đường cho bộ binh xung phong các anh cối tép của xe bộ binh cũng tranh thủ thả ít quả để lấy khí thế Hồi đó mình khoái nhất là nghịch tạn vạch đường Có bao nhiêu viên vạch đường M60 tháo ra trời tất Đầu tiên là tháo đầu đạn Đổ bớt thuốc Rồi nhét lại đầu đạn cho thụt vào trong Mũi đạn ngang bằng miệng vỏ Chế thuốc lên cho đầy Cắm cái đít vỏ đạn xuống đất và đốt Phụt Đầu đạn bay lên trời Phụt lửa Màu rất đẹp mắt khác với sự yên ắng của khu vực đồn tám biên phòng lúc mình còn chốt, nơi cửa khẩu thanh an đức cơ này thật là nhộn nhịp, xe pháo tấp nập, từng đoàn lính vào, từng đoàn lính ra, có cả những anh chị em thanh niên hỏa tuyến dựng lều trại dọc hai bên đường, không khác nào hình ảnh mà mình được xem trên phim về chiến tranh chống mỹ khi mình còn ở nhà, nó làm cho mình cảm thấy nôn nao hồi hộp, rồi đơn vị vượt ngầm oza Down vào tay chốt cho đơn vị bạn một vùng rừng núi nhìn thật là nao lòng hầu như không còn sự sống ở nơi đây cây cối xác sơ khô héo vì trên thân cây đầy những vết đạn pháo thậm chí cái cây chỉ cỡ bằng cổ tay thôi cũng phải lãnh hàng trăm mảnh và lại nơi đây đang là mùa khô nên càng tôn thêm vẻ khốc liệt đơn vị dừng chân ở một khu rừng cạnh đường mòn để chờ tay chốt Nơi đây toàn là gai ô rô và gai quýt. Ngày thì nắng nóng gắt, đến đêm thì lạnh buốt. Nhưng cái cảm giác nóng, lạnh ấy cũng không thể nào át được nỗi lo khi tiếp cận với một môi trường chiến đấu mới. Phía trước không xa, đang vọng lại tiếng đi đùng của pháo cối, chèn lẫn tiếng AK, thỉnh thoảng lại bùng bành vài tiếng. Con đường mòn vào chốt, càng về chiều càng tấp nập, kẻ ra người vào những chiếc cáng băng thỉnh thoảng được khiêng ra. Lâu lâu trên chiếc võng có những tiếng rên ư ử, rồi những anh lính may mắn hơn bước nặng nhọc với những bằng bó ở trên người, rồi những khẩu súng được đưa ra vác ra. Nào là B40, B41, Trung Liên, Đại Liên. Có một tốp dừng chân nghỉ, mang theo hỏa lực cấp C. Bọn mình tranh thủ làm quen, hỏi tâm tình hình trong đó. Mình buột miệng hỏi, Sao các bạn không để súng đại liên M60 Trong đó mà dùng Họ thản nhiên trả lời mình Hết xạ thủ rồi Một thoáng lạnh chạy dọc sống lưng Của những chàng xạ thủ Sắp vào thay chốt Rồi cuối cùng Thì cũng thay được cái chốt đổi không tên Lúc ấy C2, C3 ở đâu Mình cũng không rõ Lên chốt đảo một vòng Ngồi nói chuyện với đầu gối Mày giữ chốt ra sao mà nó tơi tả thế này Tại nó bị giành giật nhiều quá Ai giành Thì bọn mình với nó Cả hai bên đều tiền pháo hậu sung Thì làm sao mà không rách bươm được Pháo thì làm sao mà lột hết Mấy cái cây bé tẹo này được Lúc bộ binh đánh nhau Thì nó toàn chơi AT Táng vào gốc cây cho anh em ta ăn mảnh Nên mới như vậy Giả thế Đang mải tám với cái đổ gối Thì đi đào hầm với công sự đi Mấy cha nội đồ cũ nó tọa độ hết rồi đấy vậy là phải tiếp tục đào hầm chán thật những ngày ở chốt cũng khá bình yên vì các đơn vị thay nhau đi đánh địch từ xa nên chúng chỉ pháo cối vu vơ rồi đạn thẳng hết tầm vậy là sau những ngày giữ chốt được bình yên nay bàn giao lại cho đơn vị bạn để tiếp tục lên đường tham gia chiến dịch giải phóng campuchia lần đầu tiên giang gạo mệt xỉu mỗi anh làm cho một ruột ghé anh nào làm xiêng rang nhỏ lửa thì gạo còn giòn Anh nào hấp tấp lớn lửa cho nhanh thì đến khi ăn nhài gãy cả răng mà chưa nát được Sau khi chuẩn bị đơn vị bắt đầu hành quân Mục tiêu ban đầu là phi nây Sau đó đơn vị tiếp tục càn quét sâu vào rừng Dọc theo trục đường dẫn vào thị xã Pò Kèo. Ở đoạn này đơn vị C3 của đồng chí Trần Dung là gặp địch nhiều nhất Có lẽ địch muốn chia cắt đội hình D1 để dễ tiêu diệt ta sau khi E31 tiến công theo trục đường với sự yểm trợ của T54 giải phóng thị xã Pokeo, thì D1 được lệnh hành quân theo đường lộ tiến vào Pokeo. Khi từ trong rừng cắt ra đường lộ, một cảnh tượng thật thê lương. Trên mặt đường có những chiếc xe còn bốc khói vì bị mìn hoặc bị bắn. Trong đó có cả những chiếc xe dân sự đã tham gia vận chuyển hàng hóa cho mặt trận. Đây đó những nhóm dân công hỏa tuyến ngồi lặng yên hốc hác tranh thủ lúc nghỉ giải lao chờ sốc lại đội hình hành quân chúng tôi bắt chuyện với những bác tài xế xe dân sự các bác ấy kể lại rằng một hôm chúng tôi được lệnh đi công tác đột xuất chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho một tháng vậy là lên đường chứ không biết đi đâu làm gì đến khi vào biên giới đức cơ mới biết là phục vụ chiến dịch giải phóng ca vào đến đây thì đã có anh hy sinh có anh bị thương trông họ thật tội sau khi dốc lại đội hình, chúng tôi tiếp tục hành quân vào vô keo. Cả đời binh nghiệp, lương khô để hành quân là gạo giang. Sau này có sang trọng hơn là thỉnh thoảng được ít bo bo giang vào đóng gói. Còn đường thì thuộc loại kim cương Nam Phi, chứ không phải hồng ngọc ở Pai Linh đâu. Gạo giang, ấy vậy mà ngày cuối, trước khi được lệnh ra đường lộ để nhận lương thực, cũng hết sạch. Nhịn đói, tìm anh đồng hương nào răng yếu, nhai không nổi nên còn xòe tay cho xin một tí. Khu vực phía đông đường 19B kéo dài, hầu như là rừng già. Lấy gỗ, khi gần vào đến Long Phát thì mới có rừng khộp. Mới chỉ mấy ngày mà xe tăng và xe cơ giới các loại đã cẩy nát mặt đường, tạo thành một lớp bụi dày gần 1 phần 2 mét, nên địch rất dễ gài mìn chống tăng. Chỉ cần ném quả mìn xuống đường là nó chìm sâu vào lòng đất, rồi như một cơn gió thổi là mất dấu ngay khỏi phải ngụy trang nên cơ giới phải xếp hàng dọc chờ công binh gỡ mìn xong mới nhích bánh mà phải cán theo bánh xe đi trước tiểu đoàn sau mấy ngày lội rừng thì được hành quân cơ giới nên đỡ vất vả một chặng trong đội hình xe nối đuôi nhau nhích từng tí một bỗng có bác tài gmc chở đây gạo nôn nóng lách xe qua để vượt lên vì thấy đường còn trống anh em trên xe của mình vừa nói Thằng này thế nào cũng dính mình Thì y như rằng Oanh Một phát khói bụi mù mịt Cái đầu xe bị nhấc sang một bên May mà xe chỉ chờ đầy gạo Chứ không có lính Không biết bác Tài sống chết như thế nào Vì đoàn xe vẫn tiếp tục nối đuôi nhau tiến tới Do là dê chủ công Cho nên đi xe cho kịp đến để tập kết Để đánh theo hợp đồng tác chiến Vì từ keo và Lung Phát Dê 1 đánh theo trục đường cơ giới Còn quân tư trang của đơn vị mình Thì có tiêu chuẩn Quân trang năm hai bộ Cứ thế mà xài Rách thì ở chuồng, dáng mà chịu Không có bổ sung Mà mấy cái ông nội gai ô dô Để vào một phát là tét ra luôn Còn quần ni lông Thì tẹt cho một đường Có lần đi gùi hàng Cho quân nhu dê ở trung đoàn Thấy quân nhu nhận một mớ bao ni lông dày cộp nghĩ rằng thứ này bỏ vào ba lô thì khỏi sợ mưa để ướt đồ mà có vượt sông suối thì làm phao bơi cũng được nghĩ vậy nên bỏ nhỏ anh chàng quân nhu ông nhận nhiều cái này cho tôi một cái đi anh chàng quân nhu chẳng nói rằng bóc một cái ném cho mình liền khi rơi xuống đất nó bung ra mình bảo ô sao dài thế anh chàng quân nhu mỉm cười thế mày cao bao nhiêu mà đòi bao ngắn lúc này mình mới hiểu thì ra khi chết để nguyên con cho vào trong bao buộc đầu bao lại trước khi lấp đất dùng dao xoẹt một đường cho nó mau tiêu để hốt vậy là mình bẽn lẽn xin trả lại không dám nhận nữa cái chuyện tấm ni lông này là mình nghe dân xê vận tải của trung đoàn với lại mấy anh em đi viện sư đoàn ở bát tam bang về kể cho chứ lính luồn rừng thì đố dám đổi chuyện học tiếng ca là chỉ để phục vụ cho nhu cầu giao tiếp Chứ mà không giao tiếp thì nghỉ cho khỏe Vì học không xài nó cũng mau quên Nói chuyện học hành Mình nhớ cái lần ở đường 5 Một chú lính 78 Quảng Nam tên Vương Bị hố một phố đau đầu Số là mình với bạn ấy đang ngồi câu cá Ở trên một con mương dọc trục đường 5 Mình giật được vài chú rô con Còn bạn ấy ngồi gần cả buổi Mà chẳng được con nào Đến làm quen hết bỗng có một cô gái đi đường ở bên kia mương dừng lại xem chú bộ đội câu cá cô ấy nhìn bạn vương rồi hỏi bằng tiếng miên anh câu có được nhiều cá không bạn ấy tỉnh bơ im lặng vì không biết tiếng ca cô ấy thấy vậy bèn hỏi lại tiếp anh ta vẫn tỉnh queo mình ngồi gần đó thấy ngại nên phiên dịch giùm vương con kia nó hỏi mày có câu được nhiều cá không kìa lúc này anh ta nổi cáu vì không câu được cá lại còn bị con gái chọc quê nên anh ta chủ quan phang một câu rõ to tê ray tê ray cô gái vẫn tỉnh queo nói lại bằng giọng miền nam rất ngọt đồ dơ bẩn lắm anh ơi rồi lại tiếp tục rời gót bạn biết không lúc đó anh chàng vương ngồi chết như từ hải còn mình thì cứng lưỡi như bị trúng gió sau khi vào đến po keo dưới một đảm nhiệm vụ cơ động đánh và giải phóng Long Phát. Cuộc hành quân này có sự yểm trợ của xe T-54 và T-59. Ngày hôm trước, trong đầu mình cứ tưởng tượng cảnh bộ binh giả nàng ngang, chính giữa là xe tăng hùng ngục tiến tới, chẳng khác nào các bộ phim chiến tranh. Hôm sau, trên đường đã lù lù, nằm sẵn khoảng 10 chiếc xe tăng. Trên tháp pháo là một khẩu 12 ly 7, phía trước là khẩu 100 mm Thật là dũng mãnh. Sau lệnh sắp xếp đội hình, Tất cả bộ binh đều được ngồi quanh táp pháo Chứ không phải đi bộ như mình nghĩ Mỗi xe có khoảng gần 10 anh Chỉ huy bộ binh thì ngồi trong xe tiết giáp M113 Anh em bắt đầu lo lắng Đánh theo đội hình thế này Thì rất dễ ăn B40, B41 Đó là chưa nói Nó dùng đạn nhọn rỉa ngang Thì bộ binh cũng lĩnh đổ Sau khi sắp xếp đội hình xong Xe tăng bắt đầu chuyển bánh Mỗi lúc một nhanh Anh em bộ binh chỉ ngồi được hai bên hông của xe trên cái rè của xe còn ở phía sau là ông bô nên không ngồi được thật là khổ vì một tay phải cầm súng một tay phải bám vào xích dự phòng buộc quanh táp pháo để khỏi bị rơi xe chạy rất nhanh cây cối hai bên đường thi nhau đập vào đầu bộ binh kêu bổ bốp có anh bị văng mất mũ vì đâu có tay để giữ lúc này ai cũng căng thẳng vì dọc hai bên đường là rừng thưa rừng khộp trống trải nên địch rất dễ đứng bắn từ xa mà không khó phát hiện trước được nhưng cũng may là địch lúc này trong trạng thái hoang mang nên thỉnh thoảng vẫn nổ lẹt đẹp vài phát rồi chúng bỏ chạy nhưng như thế càng làm cho anh em khổ hơn vì khi phát hiện có địch là xe dừng lại bộ binh nhảy xuống vừa chạy vừa bắn tạt vào hai bên rừng còn xe cứ thế mà lao tới bỏ mặc bộ binh lạch đạch chạy phía sau. Vì vậy, bộ binh phải chạy cật lực mới đuổi kịp xe. Có anh bị xỉu, nhưng lại may là được xe chỉ huy ở phía sau cho đi ké. Thỉnh thoảng cũng có thằng pốt gan lì ra mép đường để bắn tăng. Nhưng sau khi bắn hụt thì chiếc tăng đi đầu rất nhanh. Vừa thấy khựng lại là quả pháo 100 mi đã phụt thẳng tới chỗ thằng địch rồi. Lần đầu tiên thấy xe tăng đầu khựng lại, rồi nó khói bụi mù mịt bao trùm cả chiếc xe anh em ở xe sau cứ ngỡ là xe đầu bị dính mìn nhưng sau đó có tiếp tục chạy thì mới đoán là do lửa phụt hậu của pháo cuộc hành quân cứ thế hết bám càng lại chạy bộ đúng là thần tốc phát khiếp chỉ nửa buổi chiều là đã đến bờ sông long phát nơi hội tụ của các cánh quân lão tài xế cho biết ngày hôm ấy đơn vị đã tiến được hơn 30 km vậy là d một đã hoàn thành nhiệm vụ tiến đánh địch giải phóng đến bờ sông lòng phát nơi đây đã trở thành nơi hội tụ của các cánh quân nên rất đông vui một số đơn vị bắt đầu truy quét địch ở khu vực này công binh tích cực bắc phà cho các đơn vị vượt sông để tiếp tục chiến dịch giải phóng ca bộ đội nhà ta tranh thủ ra sông kiếm cá để cải thiện bữa ăn đoạn sông này cá rất nhiều chỉ cần một quả lựu đạn là có cá ăn mệt nghỉ mình ở đây được mấy hôm thì được lệnh về học hạ sĩ quan tại trường của sư đoàn đóng ở Đức Cơ. Trường hạ sĩ quan sau đó chuyển qua Bung Lung. Sau mấy tháng học tập, được lệnh về lại đơn vị để cùng anh em lật cánh. Vậy là từ sân bay Củ Hành, D1 được cơ động về Tân Sơn Nhất bằng máy bay, rồi từ Tân Sơn Nhất bay qua Bát Tam Bang. Chiếc C-130 cũ kỹ, rùng rùng đáp xuống sân bay. Quang cảnh thật là khác biệt. Nơi Đông Bắc là núi rừng, làng mạc xanh tốt. Còn ở đây, vì là mùa khô, tất cả đều khô cháy, từ ngọn cỏ đến cây cây, tất cả mang một màu vàng. Nơi đây không còn thấy bóng dáng của núi rừng, mà là một khu đồng bằng ngút ngàn, mặt đất nứt nẻ. Ôi thôi, còn đâu rừng che bộ đội, rừng che quân thủ. Một chiến trường lạ lẫm, giờ đây bộ đội sẽ dơ lưng cho thằng địch nó ngắm. Ở rừng núi đã quen, đi đâu cũng phải bám suối, ở đâu cũng bám suối lúc nào cũng có nước trong mắt giờ đây thì đã khác mùa khô ở cái vùng đồng bằng này kiếm được giọt nước thật khó khăn đặt chân xuống sân bay là bước vào chiến dịch truy quét ngày đi đêm nghỉ chẳng biết khi nào dừng chân cái mùa khô ở nơi đây buồn tắm thật là dễ chỉ cần chùm ni lông trong một phút thê là mồ hôi túa ra tha hồ mà kỵ cọ còn nước uống thì ít khi được nước trong mà uống hành quân kiếm được cái hố trâu rầm là mừng lắm có một vài vè của lính mà khi ở bu đông đã thấy phù hợp với một câu đó là thằng lính mục lính lâu năm không được thăng quân hàm ví như cây lá mục ở trường sơn và giờ lại phù hợp thêm một câu uống nước đục có lần vào một phun bỏ hoang cả tiểu đoàn vét chung một giếng nước đã có sẵn nhiều anh em không đủ kiên nhẫn để chờ những giọt nước rỉ ra từ đáy phải nấu cơm bằng nước dừa cái thứ nước cơm nấu bằng nước dừa ấy hơi khó ăn vì nó cứ ngọt cũng may là ở đây còn mấy chục cây dừa đang ra trái nên tha hồ mà uống mặc dù người ta hay nói uống nước dừa thì mỏi gối rồi có anh siêng năng hơn còn lấy nước dừa để giặt quần áo mà lạ thật giặt bằng nước dừa quần áo như sạch hơn mà không thấy bị xăm kim như người ta vẫn hay nói Tân vị cứ mãi miết đi, hết nơi này đến nơi khác, cũng may là từ khi qua đây không còn phải ăn độn nữa, được ăn cơm nguyên chất 100%. Nhưng thực phẩm thì vẫn vậy, tiêu chuẩn hành quân 1A 1 lon 450g thịt hoặc cá. Nên cố gắng độn nhiều muối vào để cho đủ ngày đủ tháng. Nên khi truy quét cứ mong cho gặp nơi ở của địch, vì ít ra thì cũng kiếm được chút ít thực phẩm của bọn địch sót lại. Thông thường thì chúng hay muối thịt heo Và mấy thứ thịt ấy có mùi thum thụ Nhưng cảm thấy ngon tuyệt vời Vì không phải lúc nào cũng kiếm được thịt Cái đấy khi đó chúng lận như chạch Trinh sát đi đầu thấy tấp thoáng có địch Bảo vệ ở phía sau dàn đội hình để đánh Khi đội hình tiến đến nơi Có địch thì chúng đã chạy mất tích từ lâu Đơn vị lại tiếp tục lên đường Nhưng đó là những nhóm nhỏ lẻ Bám địa bàn Nên khi gặp đội hình lớn của ta thì chúng không dại gì mà đối đầu kham khổ mãi thì cũng có lúc được trúng mánh hôm ấy hành quân đến gần chiều thì thấy ở xa xa có ngôi nhà tiểu đoàn cẩn thận chia đội hình để tiếp cận khi xác định được trong khu nhà đó có địch chứ không phải là dân tiểu đoàn ra lệnh nổ súng đánh chiếm cũng sau vài loại ak bắn trả chúng nhanh chóng rút êm anh em chia nhau lùng sục kỹ lưỡng thì phát hiện đây là nơi trú quân của lâu dài của địch có lán trại có một kho tóc lớn và cả một chuồng heo với hai mươi con heo thịt vậy là tiểu đoàn đã có cái tươi sau bao nhiêu ngày muối hầm cơm vắt sau khi bố trí cảnh giới nghiêm ngặt từng a từng b vào chuồng hạ sát heo để làm bữa tươi và làm lương khô để dành có a vì mải nhiệm vụ canh gác nên khi chuẩn bị cho bữa cơm của mình thì không còn chia phần với ai được nữa đành đập lấy một con rồi xẻo thịt chỉ một cái đùi hôm ấy lúc đang chuẩn bị nấu nướng thì có một con chó lạc vàng trở về vậy là một vài anh hứng chí đập đầu làm thịt và cái món thịt cầy ấy cũng chỉ có mấy người hưởng ứng sáng sớm hôm sau lại tiếp tục lên đường hành quân truy quét ba lô anh nào cũng để ắp thịt có anh mang khỏe còn đeo thêm mấy miếng thịt heo muối của địch đã muối sẵn. Nhìn cái chuồng heo vẫn còn mấy con, thật là tiếc. Trước khi lên đường, anh em vẫn không quên chất chanh vào quanh kho thóc để đốt sạch, mặc dù biết đốt lúc này cũng vô ích vì chúng sẽ quay lại dập ngay. Và lại kho thóc rất lớn, muốn cháy hết cũng phải mất mấy ngày, nhưng không thể ở lại để phục kích được vì phải đi theo hợp đồng tác chiến. Hôm ấy C1 của mình đi đầu. Lúc đầu vẫn còn giữ trật tự theo đội hình, nhưng đi đến trưa thì do trời nắng nóng và hành quân liên miên nên anh em nào còn khỏe thì vượt lên trước. Đến khoảng 2 giờ chiều, anh chàng mang B40 lúc ấy đang ở vị trí đầu hàng quân, bỗng phát hiện có thằng địch đang đứng cảnh giới dưới bóng một gốc cây nhỏ, khoảng 50 mét Nhanh như chớp, anh chàng B40 vụt liền một quả, ngay chỗ thằng địch đang đứng, cái cây đổ gục. Còn thằng địch thì chạy mất Sau đó địch nổ súng dồn dập vào đội hình của ta Lúc đó chỉ kịp tàn ra Tranh thủ tìm ụ mối lùm cây để nấp Sau là đạn phủ đầu của quân ta Địch bắt đầu dùng cối 6182 để dập vào đội hình Bây giờ quân ta lấy lại bình tĩnh Để xác định vị trí của địch mà phản công Nhưng chỉ vừa cựa mình Thì địch đã phát hiện và bắn tỉa Nên không anh nào dám cụ cựa Hỏa lực B40, B41 chịu chết Chỉ có mấy khẩu cối Đang đi ở phía sau Kịp nấp vào mấy ụ mối tương đối lớn Thì mới có thể triển khai bắn ứng dụng Một cách hú họa Vì không quan sát được địch Nên chỉ đoán vị trí địch Qua tiếng đề pa Vậy là ta phải nằm chịu trận Dưới cái nắng oi bức Và đưa cái lưng cho nó dã cối Thằng địch này cũng rất giản ác Sau khi ghiềm được quân ta thì nó cũng chẳng chịu xung phong Mà nó cứ đứng dã cối vào Nơi nào nó thấy cục cựa là nheo liền Hoặc dã cối đến Anh em chỉ còn biết nằm chịu trận Và chờ chi viện Đến gần chiều Thì lực lượng chi viện mới đến Đó là khoảng 2-3 chiếc M13 gì đó Đã được cải tiến vũ khí Lắp thêm DKZ 106,7mm Và 12 ly 7 Do xe cao Nên các pháo thủ phát hiện ra địch Đang án ngữ phía sau con đê dài Từ đó khống chế đội hình của D1 Vậy là DK và 12 ly 7 trên xe phát huy tối đa hỏa lực Bọn địch lúc này chỉ lo cúi đầu tránh đạn Nên đội hình của D1 bắt đầu nổ súng và xung phong tiến đánh Lúc này bọn địch mới chịu bỏ phòng tuyến để rút lui Sau khi rời khỏi bờ đê Chúng chạy tán loạn ở trên đồng trống Để vào ngôi làng ở phía trước xa Tiết giáp M113 Sau đó đứng hứng chí nạp theo để bắn Bỏ lại sau lưng cánh lính bộ binh Đang cố chạy theo Có thằng địch đang chạy Bị trúng đạn ngã xuống Liền bị bác tài cho xe tới xéo vào luôn Trận ấy địch bỏ mạng tại chỗ vài ba thằng Còn ta cũng bị thương và hy sinh khá khá Nhưng có sự ngẫu nhiên Là mấy bác hôm trước sơi thịt chó Thì đều bị thương hoặc tử Kể từ đó về sau Như anh em e ngại với thịt chó Mặc dù cuộc sống cơm nắm, muối hầm vẫn hàng ngày tiếp diễn. Đêm hôm đó thật buồn, vì mới chiều anh em vẫn còn hỉ hả với nhau về món thịt heo. Mà tối nay, thịt heo vẫn còn đó, nhưng người ăn đã vơi đi rồi. Ở đây, địa hình băng phẳng, có rất nhiều ụ mối lớn nhỏ, còn cây cối chỉ là những bụi rậm, lác đác có vài cái cây, nhưng cũng chỉ to bằng bắp chân là cùng. Vì là chúng phục kích, nên chẳng thấy đâu, chỉ nghe hướng súng nổ và hướng đạn mà đoán vị trí đang nấp sau khi cần ta đã an tọa địch không còn bắn hỏa lực nữa vì có lẽ dùng hỏa lực lúc này là không hiệu quả bọn chúng đã ở thế thượng phong nên chúng bắt đầu bắn tỉa chúng bắn rất ác ở ụ mối phía trước mình có hai anh đang nấp một anh mỏi giò vừa duỗi chân ra ló ra khỏi ụ mối là có liền hai ba viên đạn bay thẳng tới chui vào trong đất rất may là chỉ cách chân chưa tới một găng tay anh này hoảng quá vội co giò nằm im Lát sau ở anh bên cạnh sốt ruột Muốn ló đầu lên để xem địch nằm ở chỗ nào Mà tặng cho một quả bê để lấy khí thế Nhưng khi cái bụi cây con ở trên đầu mối vừa lay động Thì đã có vài ba viên đạn thẳng bay tới Và anh này cũng đành phải giải lao Chờ cấp trên xử lý tình huống Mặt trời lên dần Cái nắng chói trang bắt đầu thiêu đốt bộ đội Nhưng địch vẫn kiên trì Ghim quân ta đội hình phía sau của quân ta cũng không khá gì hơn mặc dù hành quân theo trò dọc nhưng hầu như cả đội hình đều lọt trọn vào ổ phúc kích của địch đến gần trưa quân địch bắt đầu di chuyển để khóa đuôi và đánh tốc ta từ sau tới lúc này phía sau đội hình đã nghe thấy tiếng súng thưa tớt của quân ta bắn trả khi thấy địch rời vị trí thấp để di chuyển lên chúng vừa khống chế ta vừa tổ chức đội hình lùi xa để bọc hậu sau gần một buổi nằm phơi nắng chịu trận bỗng nghe tiếng m một ba y ầm mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm đại liên m ba mươi trên xe bắt đầu theo sự hướng dẫn của dê đã quét một bên cánh của địch khiến chúng không thể thực hiện được âm mưu khép góc để tiêu diệt quân ta đồng thời cũng đánh bật các vị trí nấp của địch địch bắt đầu rời vị trí và bỏ chạy lúc này Định ta mới nạp theo để truy kích Nhưng vì hai bên cách nhau khá xa Khoảng trên dưới 100 mét Nên địch nhanh chóng mất hút Rất may là địch nổ súng sớm Khi đội hình hai bên cách nhau khá xa Chứ nếu địch bình tĩnh hơn Để vào thật gần mới nổ súng Thì thương vong của ta Có lẽ phải nhiều hơn Ngày đó vào mùa cô Các giếng ở Pailin tiểu cạn Vì đây là vùng núi đá vôi Các đơn vị đều phải xuống suối múc nước e bộ có một số bộ phận đóng ở trong nhà dân thì dùng nước mưa từ trong ngầm ngầm lúc ấy c 1 ở sát nách e bộ nên hóng được câu chuyện sâu là trước nhà xe vận tải có một cái giếng do bước vào mùa khô nên giếng nước cạn không múc được nước nữa nên có kế hoạch vét giếng tất nhiên là một anh tân binh mới để về đơn vị để sung phong leo xuống giếng anh ta là lính sài gòn nhập ngũ năm tám mươi sau khi vét lên một mớ đất đá lột nhộn Anh ta báo lên trên mặt đất Là Có mấy cục gì vuông vắn lắm Lạ lắm Thế là lính cũ trên bảo Đâu? Bỏ vào gầu lên xem nào Anh ta bỏ mấy cục đen đen ấy Vào trong gầu để kéo lên Xong bên trên lại vọng xuống Xem kỹ còn cục nào nữa không Thế là anh ta lại hí hoay Bới móc Nhưng lần này anh ta sinh nghi vì chắc là cái gì đó có giá trị Nên lính cũ mới bảo tìm kỹ Vậy là sau khi tìm kỹ lưỡng Anh ta bỏ vào gầu thêm mấy cục nữa Nhưng không quên lận lưng hai cục để thủ Sau khi vét giếng xong Lên trên Thì anh ta mới biết Đó là vàng thỏi Vì nằm dưới giếng lâu ngày Nên nó đen thui Vậy là anh ta vạch ra kế hoạch Về với mẹ Sau đó anh ta rủ thêm một đồng hương Sài Gòn cùng nhập ngũ Vượt đường 10 về Bát Tam Bang rất may là trên đường không bị Pol Pot hỏi thăm Nhưng khi đến gần sư đoàn bộ Thì bị một đơn vị của ta phát hiện Và cho vào vị binh để mời uống nước chè Thế là mọi việc bại lộ Ngày hôm sau liền có xe kèm quân Pháp Trả anh ta về vị trí cũ Và quân Pháp cũng không quên Thu lại toàn bộ số vàng đã nhặt được Hình như là khoảng trên một chục cuộc gì đó Vậy cho nên số không được của Thì cho dù có bỏ vào túi thì cũng bị lôi ra thôi. Lần đó được lệnh đánh chiếm, sau mấy ngày hành quân, lính bắt đầu tiến vào vị trí chiếm lĩnh. Nhưng không hiểu sao, địch phát hiện được đội hình. Chúng bèn dùng hỏa lực, nã mạnh vào đội hình. Lần này, lính được nếm mùi pháo cối. Chúng dùng đủ loại, nào là 82 rồi 120, và lại có cả pháo 105. Chúng bắn tá lạ, khi thì vào đội hình, lúc thì rớt trước đội hình, lúc sau vào đội hình ánh tráng không biết đường nào mà chạy lúc ấy chỉ biết nằm tại chỗ tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cho mình cái hố cá nhân để tránh mảnh đạn trong đại đội có thương binh tử sĩ tội nhất là có anh dũng người nha trang anh này thường ngày có giọng ca cải lương trời phú rất trong trẻo lúc hứng chí anh thường hát võ đông sơ bạch thu hà còn khi muốn gây cười thì anh hát nhạc chế cũng là vọng cổ Mặc dù nghe đi nghe lại nhiều lần Nhưng mỗi lần nghe Đều cảm thấy được như xả sợ chết Anh này hy sinh vì mảnh pháo Rồi là anh Biểu Anh này cũng người Nha Trang Như gốc Huế Anh là đoạt huy chương vàng Trong kỳ thi hút thuốc Lào ở C Khi còn là lính huấn luyện ở Quế Sơn, Quảng Nam Đà Nẵng Trong kỳ thi này Có cả chính trị viên C người Nghệ An Là chùm hút thuốc Lào Anh Biểu về nhất Với thành tích bắn 6 điếu theo tiêu chuẩn của cuộc thi Là không gục Anh này hy sinh Cũng bị một mảnh pháo Rơi vào đúng hộp sọ Mấy anh bạn bảo là cái hố cá nhân này đang đào Chưa được sâu lắm Người ta thường nói đạn đi tìm người Chúng ta thường phê phán những trò mê tín Nhưng trong chiến tranh Hai chữ số mệnh nó thể hiện khá rõ nét Trong trận này Anh bạn thoại của tôi là điều minh chứng Khi anh ta vừa đào xong hố cá nhân Đang thu người cúi xuống xem đã đủ lút đầu chưa thì có lệnh chuyển thương đây là điều bất đắc dĩ vì pháo vẫn đang nổ không ngừng và may mắn là anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà không hề hấn gì nhưng đến khi anh ta quay về lại vị trí chiến đấu thì hỡi ôi một quả pháo đã giúp anh ta khoét sâu thêm cái hố cá nhân mà anh ta đã ngồi khi nãy anh ấy bảo khi ấy cảm thấy lạnh hết người và vô cùng biết ơn anh chỉ huy đã điều anh đi tải thương vậy là sau hơn hai giờ nằm triệu trận ở dưới hầm cối Pháo của địch Bây giờ phe ta mới chi viện pháo được cho bộ binh Pháo cối của địch Bắt đầu thưa dần Và lệnh của chỉ huy cho sung phong Tuy rằng hô sung phong để lấy khí thế Chứ thật ra thằng địch đang ở đâu đâu Và lại ở trong rừng Thì cũng khó lòng thấy được thằng địch Vừa luồn trong rừng gai ô rô được một đoạn Thì cả đại đội lại phải dừng lại Vì lúc này trên đầu là tiếng đạn 37 ly Bay rào rào có cảm giác như là nếu đứng thẳng người sẽ bị trúng đạn ngay một lúc sau chỉ huy cho lệnh xuống giải thích đó là ta bắn yểm trợ cho bộ binh anh em tiếp tục xông phong nhưng vẫn lò ngày ngáy sau mấy tháng chiến dịch truy quét liên miên trên khắp mọi nẻo đường bát tam băng đơn vị mình tiến đóng quân ở một phun sát đường lộ do đáng chí nên mình đã quên mất tên ở đây làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ phun bảo vệ một phần của đường năm Dân ở đây mới về định cư Nên còn rất nghèo Chưa sản xuất được lúa gạo Nên chủ yếu đi mót lúa chét ở trên đồng về ăn Và nhận trợ cấp lương thực của chính phủ Có nhiều hôm Dân vào đơn vị để xin gạo Ngày ngày dân hồi hương về nườm nượp Ở trên đường Và ở đây có nhiều chuyện thú vị Giúp cho mình hiểu đôi phần Về người dân bản xứ nơi đây Khi ở đường năm Trong phung có một bà già Năm 79 chắc bà ấy cũng cỡ 60 tuổi Bà này là Vật Kiều Gốc người Nam Bộ Không rõ bà tên gì Nhưng anh em bộ đội thường gọi vui Là bà già lựu đạn Những khi rảnh rỗi Anh em thường đến trò chuyện với bà ấy Để tìm hiểu về phong tục tập quán Của người dân Khơ Me Tìm hiểu về bọn Pol Pot Khi thắc mắc tại sao Việt Kiều Là đối tượng tiêu diệt hàng đầu của Khmer Me Đỏ Mà bà vẫn còn sống Bà kể rằng Quá trình bị lùa từ nông penh đến đây Sở dĩ thoát được là nhờ bà nói dành tiếng Khmer Nên nó nhầm bà là người Khmer Nhưng cũng có lúc bị chỉ điểm Bà đã dùng ngải để toát thân Và chúng tôi bị cuốn hút ngay vào những câu chuyện bùa ngải của bà Bà nói bà được truyền thụ ngải từ người thầy Việt Nam Và bà đã nghe được những câu chuyện dùng bùa ngải Để sai âm binh đánh nhau giữa người Việt và người Khmer Qua bao nhiêu đời thầy và ưu thế chiến thắng lúc nào cũng thuộc về người Việt Bà nói Do trình độ ngài của bà ở cấp cao Nên bà đã dùng thuật tàn hình Để tránh sự truy đuổi của Pol Pot Rồi bà chỉ Anh nào trong C có học bùa Hoặc có đeo bùa trong người Anh nào được chỉ điểm đều công nhận Không sai Và lần đầu tiên mình chứng kiến một anh trong C Là lính năm Bị bùa hành Hôm ấy giữa trời nắng gắt bỗng anh ta ra đứng giữa trời miệng lầm rầm gì đó rồi anh ta bắt đầu vung chân múa tay sau đó lao đến đấm đá túi bụi vào mấy cái chum bằng xi măng to đùng mà người dân hay dùng để chữ nước mưa dùng cho mùa khô mặt anh đỏ gay như vừa làm được mấy xị đấm đá một hồi khiến cho hai cái chum dày to cũng phải bể toác ra sau đó anh lại lao đến gốc cây dừa bung cao vút và lại tiếp tục đấm đá không hiểu sức mạnh sao mà mỗi cú đấm hoặc đá cây dừa rung lên những trái khô trái non rơi xuống đồm đốp sau hơn một tiếng đấm đá liên tục anh ta mới chịu ngồi khuỵu xuống gốc dừa khuôn mặt vẫn còn ngây dại mãi một lúc sau cơ mặt anh ta mới trở lại bình thường anh em lúc này mới dám bu lại để hỏi thăm sức khỏe anh ta nói là vừa bị phạt vì chui qua dây phơi có lẽ là dây phơi quần áo của phụ nữ anh ta nói trước đây cũng có lần bị phạt nhưng nhẹ thôi chỉ nhức đầu chóng mặt chút đỉnh chứ không bị phạt nặng như thế này điều lạ là đấm đá mạnh như thế mà kiểm tra tay chân không thấy dấu vết chảy xước gì cả trở lại với những câu chuyện của bà già lựu đạn bà ấy nói dân campuchia phần nhiều là thích học bùa và có bùa và mình thấy bà ta nói đúng thật khi được tiếp xúc với lính hương song rin thấy nhiều anh ở trần trên người có xăm hình bùa ở quanh người có anh sắm đến tận cổ Không biết sự hiệu nghiệm của bố miên đến đâu Nhưng qua những trận đánh Có những tình huống Mà thấy thằng địch có khả năng chết chắc Nhưng nó vẫn thoát được Trong những câu chuyện vui Bà còn chỉ cách cho bộ đội không bị vướng bùa yêu Đó là khi ai mới ăn uống Để đề phòng bùa yêu Thì không bao giờ được ăn uống Mà phải chừa lại một ít Trong khi đó tập quán của người cam Là khách phải ăn hết uống hết thì mới gọi là chân tình với chủ nhà Chuyện sốt rét Thì khi vào chốt ở đường 10 Cả C đều không ai tránh khỏi Nhưng nhờ có sự rèn luyện và kiêng cữ Mà ít bị ác tính Mấy năm trời Mà trong C chỉ có một anh chết vì sốt rét Nhưng lại rất buồn cho anh này Vì không biết thông tin từ đâu Mà gia đình và địa phương Khi được nghe tin anh ta đã vượt biên sang Thái Nên đã gây sự dị nghị với địa phương Mãi mấy năm sau Đơn vị có giấy báo tử gửi về Mà cái bệnh sốt rét ấy cũng rất đa dạng Đa phần là rét Nhiều anh lên cơn Phải cho thiều vào mồm Để tránh cắn khỏi lưỡi Rồi sau khi trùng mền lại Hai ba người đè lên Chứ không thì run Đến nỗi văng xuống đất Còn có anh khi lên cơn Thì đùn cả ra quần Thế là đồng hương đặt cho biệt danh Là thằng đùn Phần mình thì sốt rất hay cứ mặt trời lên là thân nhiệt theo, mặt mày đỏ bừng như vừa uống rượu, đến khi mặt trời lặn thì hết sốt. Ngày nào cũng thế, khổ nhất là việc đấu tranh tư tưởng thèm ăn. Vào mùa xoài, me, khi sốt thì thích ăn chua, mà đã ăn vào vài quả xoài sống thì gần như thuốc cắt sốt không còn tác dụng. Sốt lâu ngày không cắt, ăn dễ bị ác tính. Lại chuyện gác đêm của lính, nhiều lúc cũng phát hoảng như gác mà quá tập trung quan sát một vật gì đó thì sẽ gây ra ảo giác. Còn mình thì có một lần duy nhất toát mồ hôi vì sợ. Đó là phiên gác mà vị trí là giữa đám cỏ tranh. Hôm ấy trăng sáng nên mình chọn một gốc cây nho nhỏ để có bóng tối dễ quan sát. Vì đêm gác chỉ có hai người nên tự giác ai mệt thì kêu thay. Nên một đêm có thể hai ba lần gác thay. Hôm ấy mình cố gác thật lâu để chỉ một lần gác Chứ thay nhiều lần cũng mất ngủ Vì ngồi quá lâu Nên bắt đầu ngủ gật Không biết ngủ được bao lâu Thì giật mình Một phần vì phản xạ nhiệm vụ Một phần vì có tiếng thú rừng Khi giật mình tỉnh giấc Cùng với việc nghe tiếng con mang tác Là tiếng gầm của hổ Vì khi nhỏ thường hóng chuyện đi dẫy Đi rừng của người lớn Nên còn nhớ miêu tả tiếng hổ gầm Tiếng hổ nghe khá gần Nên lúc này chưa nghĩ đến địch mà chỉ nghĩ đến cách đối phó với hổ Vì lúc này trời tối tui Nếu hổ mà đánh hơi được Rồi tấn công Thì không biết ra sao Bỗng chợt nhớ lại Là trước lúc ngủ ngục Thì trời sáng trăng Chẳng lẽ mình đã ngủ lâu Đến mức trăng lặn Theo phản xạ Ngước lên trời tìm trăng Mình lại hoàn hồn Vì trên bầu trời trong vắt Là một khối cầu đỏ chét Trông rất mà quái Thế là vội vàng nằm bẹp xuống đất Tay bật nhẹ khóa an toàn Bây giờ tiếng cọp có vẻ xa dần Nên mình đã bình tĩnh hơn Nhìn lại nền trời Để phán đoán việc gì đang xảy ra Lúc này mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Đó là nguyệt thực toàn phần Bây giờ mới cảm thấy tức cười Cho sự sợ hãi vừa rồi Và cũng chả trách Vì đây là lần đầu tiên được thấy nguyệt thực toàn phần Lại nói tới liệu đạn Là mình nhớ tới lúc đang còn ở Đăng Minh Đồn tám biên phòng sau khi trung đoàn 1, sư đoàn 2 rút vào đi năm thì đồn tám biên phòng bị bao vây gần cả tháng trời. Lính biên phòng kể rằng, khi ấy súng AK bắn đỏ nòng, đạn không còn bay xa được nữa, còn Pol thì vẫn cứ trô trô bỏ lên. Cũng may là đồn biên phòng liệu đạn dự trữ nên cứ ở trên ném xuống mỏi cả tay. Có thế mới cầm cự được, chờ trung đoàn 1 quay lại giải vây. Rồi cũng ở khu vực này một đồng hương cùng dê mình bị một quả KP2 nhảy lên nổ ngay thắt lưng, khiến kích nổ luôn hai quả lựu đạn mỏ vịt đang đeo ở tắt lưng, thật là thê thảm. Nên từ đó, mỗi khi đi đâu mang thắt lưng vào có hai quả lựu đạn thì cảm thấy ghê ghê. Sau này qua ca, có dịp là cho đi tìm cá ngay và rồi cũng chẳng buồn xin lại nữa. Ngày ấy ở tại palin những năm 80 Đơn vị nhận đợt lính năm 80 Đa số là dân Nam Bộ Một hôm một anh A trưởng lính năm 77 Xin được giấu tên Vì anh ở Nha Trang Biết thì đánh chết Dẫn lính mới đi tuần Gặp đám dừa đang có trái Để cho lính mới thấy được sự quan tâm của lính cũ Đối với lính mới Và cũng để cho anh em Biết được tài leo trèo của mình Anh ta bảo lính cảnh giới Rồi thoăn thoát trèo lên cây Như một con khỉ Sau khi đạp vài quả rơi xuống đất để văng tung tóe. Anh ta bảo dừa non và không cần tụt xuống đất. Anh ta nhanh chóng nắm chót tàu dừa vừa đu từ cây này qua cây khác. Lại thử và lại đu thuyền. Đến cây thứ tư, bất ngờ một cơn gió tuổi đến làm cho tàu dừa bật ngược trở lại khiến anh ta không bám được vào thân dừa bên cạnh. Lúc này, anh đang tòng ten ở chót lá tới không được mà lui cũng chẳng xong. Chừng đã quá mỏi tay. Anh ta vừa buông tiếng dưới có đá không bay đám lính bên dưới chưa kịp trả lời thì anh ta đã nằm im trên mặt đất và sát bên hông của anh ta là một tảng đá rất hoành tráng vậy là đám lính mới chưa được chiêu đãi bữa rước dừa đã phải vội khiêng vị xếp của mình về bệnh xá trung đoàn với kết quả chấn thương giãn đốt sống vẫn còn hên từ dạo ấy về sau đồng hương mỗi khi gặp nhau đều hỏi thăm dưới có đá không bay rồi chuyện sốt rét thì cũng là quá bình thường Mỗi anh một kiểu Nào là cơn sốt dai dẳng Sốt cách nhật, sốt hẹn giờ Bỗng dưng ở đơn vị Xuất hiện một cái tên mới Thằng đùn Vì mình là người miền Nam Nên nghe tới mà không hiểu lý do ý nghĩa như thế nào Vậy là mất công đi tìm hiểu Thì ra Mỗi lần anh ấy lên cơn sốt rét Thì không kiểm soát được Nên đùn cả ra quần Và chuyện buồn ngày ấy khi đội hình dê bị địch phục kích bao vây, ta nằm trong địa thế bất lợi chống trải. Nằm dưới cái nắng gay gắt, chờ đoàn quân tiếp viện phía sau đi lên. Một anh đồng hương năm tên là Bông, đang ôm cây B40, bỗng phát hiện địch đang di chuyển ở xa. Dường như chúng đang muốn khép góc. Nóng lòng, anh ta bàn với một người bạn đang nấp gần đấy. Tao bắn nhá! Anh bạn bên cạnh vội can. Vì địa hình đang chống trải và bất lợi và lại cả đơn vị vẫn đang nằm chịu, chưa có kế hoạch phản công. Anh bông vẫn không nghe lời can của bạn. Quả B40 vẫn là vút đi. Và khi đó phụt hậu vẫn chưa tan, thì địch đã đáp trả một quả thật chính xác vào cái đám khói um đấy. Bạn tôi đã ra đi như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký và chia sẻ để đồng hành cùng Hội ước lính hẹn gặp lại các bạn ở các phần tiếp theo